Xin chào bạn, tôi là Tú Phan, đang dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Video này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu phần mềm Adobe Animate 2020. Thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu một số cái công cụ trong đây nữa. Thì tiếp theo cái nhóm này là cái nhóm công cụ vẽ thôi. Chữ phím tắt là chữ B nè. Đó, thì bạn chọn công cụ vẽ thì đây bạn bên tay phải nè, Routy bạn hãy chỉnh sửa được luôn nè. Cái nét, cái màu đang là màu đỏ. Độ trong suốt là nó đang đúng chăm chăm như thế này. Có cái gì đó sai sai. Chúng ta sẽ kiểm tra lại cái nét vẽ chúng ta. Đây là đâu tìm nét vẽ tôi rồi. Thấy chưa? Cái nét vẽ nếu mà bạn chọn đây là cái alpha bạn. Alpha trong cái phần mềm Animate này á, thì trong phần mềm Photoshop dùng cái từ là opacity là độ trong suốt. Nếu tôi cho đây là bằng 0 như là trong suốt, bạn tăng lên đây. Thấy chưa, nó sẽ mờ mờ. Chỉ đơn giản như thôi, tương tự như cọ rớt trong Photoshop thôi. Và quan trọng là ở đây nó sẽ tùy chỉnh một số cái loại nè. Tròn hay là dẹp hay là vuông gì đó tùy các bạn thôi. Các bạn click vô dấu cộng để mà tùy chỉnh thêm. Bạn chỉ tự bạn chỉnh sửa nó tròn hay vuông gì đó. Tương tự như bạn tưởng tượng như là công cụ rớt vẽ trong Photoshop là được rồi. Smooth là độ mềm mại, zoom nè. Rồi. Trong cái brush này còn cái có cái này quan trọng nè. Giả sử giờ tao cho nó qua về mặc định thôi. Tao cho nó rõ là đi. Rồi. Tao cho nó vẽ tròn đi. Rồi. Bình thường mà nếu mà bạn để chế độ vẽ này nè bạn. Bình thường tao vẽ như vậy nha. Ôi sẽ là màu đen. Tao chọn cái nền, nãy tao chọn cái nền đỏ đi. Tao ví dụ giả sử giờ tao chọn cái màu khác đi. Cái màu xanh lá cây đi nha bạn. Như thế này. Đó, thì sau khi tao vẽ được một cái đốm như này, tao buông chuột ra, tao vẽ thêm cái đốm thứ hai. Đó, thì trong cái phần mềm này á, thì hai cái này nó hiện tại nó đang là một rồi, một đối tượng thống nhất. Nó tương tự như cái video trước tôi đã nói bạn rồi. Đó, khi bạn vẽ hai cái mà cùng màu nhau mà bạn không có bật chế độ mà vẽ đối tượng á, thì nó sẽ là một cái đối tượng thống nhất. Còn khi tao vẽ lại, khi giờ tao vẽ nha, tao sử dụng cái công cụ là Rust tao vẽ lại, nhưng mà chỗ này nè bạn. Chỗ này tôi bật chức năng là Object Drawing Mode lên. Đây bật này lên. Thì khi mà mỗi lần tôi vẽ thì nó sẽ tạo ra một đối tượng mới riêng biệt. Đây. Rồi đối tượng thứ hai ha, tôi bật này lên. Mặc dù tôi vẽ chồng dính lên nhau luôn nè, cùng màu luôn, nhưng mà nó là hai đối tượng riêng biệt đó nha. Nè, không tin thì tôi sẽ chọn cho bạn xem nè. Bạn thấy chưa? Lợi hại của cái việc mà khi bạn sử dụng cái chế độ mà mode vẽ offset các bạn, drawing offset á, bạn phải lưu ý cái chỗ đó nha. Nhiều bạn ban đầu mới rất là quên cái này. Tool là công cụ nè, cái chỗ này Object Drawing Mode chế độ vẽ. Bình thường thì nó không có bật đâu, nghe là bình thường bạn vẽ thì nó sẽ là dính liền nhau nếu cùng màu. Rồi, chế độ vẽ thứ hai rất là quan trọng, cái này đây. Tổng cộng có 5 chế độ này. Thì khi nào mà các bạn làm bài tập bạn vẽ thực tế thì bạn sẽ biết nó dùng làm gì. Trong trường hợp này thì tôi chỉ nói sơ thôi, hoặc là trong giáo trình tôi cũng đã nói các bạn rồi. Tao mất tiêu rồi. Ở dưới đây nè, Red Tool nè. Normal là bạn vẽ bình thường. Fill là bạn tô màu nền. Behind là bạn tô màu phía bên dưới. Rất là hữu hiệu trong trường hợp mà bạn vẽ nhiều đối tượng chồng lên nhau á. Selection là chỉ tô màu trong vùng đang chọn, tương tự như bên Photoshop. Photoshop mà bạn vẽ, bạn nào mà có vẽ bên Photoshop bạn sẽ biết là ta chỉ vẽ bên trong cái phần vùng chọn thôi. Inside tương tự vậy, chúng ta chỉ vẽ phần nền thôi, không có lố lên cái phần cái đường bát, đường viền. Tổng cộng có 5 chế độ vẽ. Rồi. Tiếp theo này là gì? Bạn không biết thì bạn để cái chữ tiếng Anh nó sẽ hiện ra mà nó lâu quá. Cái này nó vẽ thì nó cũng dùng để tô màu tương tự như cầu rớt thôi bạn. Này có tên là Blue Brush thì thật ra nó cũng tương tự thôi, nó chỉnh thêm một số tí nhưng mà thôi đi, nó tương tự thôi, bỏ qua đi. Còn công đây là cái công cụ pen. Lít vô đây. Không phải cái này pen mà cái này, xin lỗi, cái lộn, cái này là công cụ pencil. Là cái viết chì á. Tao xói như thế này cho bạn xem. Cái viết chì trường hợp các bạn sử dụng vẽ phác thảo gì đó, bạn hãy chỉnh cho cái nét vẽ nhỏ xuống mít vô đây nè. Các bạn nào sử dụng bạn vẽ qua cơm á thì các bạn nên sử dụng cái này. Nên tao vẽ phác thảo ra một cái đối tượng nào đó. Thật sự như tao muốn vẽ một cái đối tượng bánh bao dễ thương như thế này. Đây là cái mắt. Thấy chưa? Mặc dù tôi vẽ xéo nhưng mà từ mềm nó sẽ tự động nhận dạng cho tôi là đối tượng là cái gì, hình tròn hay hình vuông nếu tôi vẽ.
hình tròn, thấy chưa? À, vậy đó, tôi ví dụ thôi. Thấy chưa, tôi ví dụ vậy thôi. Đây là công cụ pencil để vẽ thôi, vẽ chơi thôi. Còn đây là hình chữ nhật, hình vuông đó, màu vẽ ở đây. Còn vẽ cái này á, thì cái này á, thì như cái video trước tôi nói rồi, vẽ cái này á, thì là đây là cái đối tượng mà có thể dính liền với nhau. Còn đây là đối tượng raw material với đối tượng hình học, tách biệt với nhau. Khi tôi vẽ chế độ trên này thường tôi không để hình viền, tôi chỉ để nền thôi. Nhưng là tôi cho cái phần trót này nè là không, không viền, chỉ có nền thôi. Đó. Bạn muốn hình vuông thì trong phần mềm này, muốn hình vuông á, thì bạn giữ cái phím shift. Còn bạn muốn cái điểm bạn vẽ bắt đầu đó chính là cái tâm của bạn đang vẽ thì bạn giữ phím Alt-Left. Tương tự như Photoshop. Rồi đây là hình oval là bạn vẽ thì nó ra hình oval ellipse á. Bạn giữ phím shift thì ra hình tròn. Vậy thôi. Còn bạn giữ phím shift với phím Alt-Left luôn thì tại cái điểm bạn vừa bắt đầu vẽ này sẽ là tâm của cái hình tròn. Rồi. Đích đây để chỉ chỉnh đa giác. Tương tự vậy đa giác nó sẽ vẽ. Bạn muốn là đa giác bao nhiêu cạnh thì bạn lít vô đây để chỉnh cạnh, hoặc là muốn là ngôi sao lít vô đây ngôi sao. Ok, quá dễ. Rồi còn đây là cái đường line thôi, mà vẽ một cái đường line. Đường line này thì nó chỉ có cái đường viền nó chót nè, nó chỉ là cái đường viền đó bạn. Bạn hãy tùy chỉnh cái độ dày đường viền lên đây. Rồi các loại đường viền nè, liền nét, đứt nét, rồi như thế này. Những cái này thì quá dễ, tương tự như Photoshop rồi. Còn cuối cùng là test và văn bản. Văn bản thì tương tự như Photoshop với Illustrator thôi. Lít đại đâu đó 1 điểm thì bạn đánh văn bản, hoặc là bạn phải là quét. Quét tạo ra một cái hộp thoại để bạn đánh văn bản ABC gì đó. 1 2 3 gì đó, thấy chưa? Thì trước khi mà bạn làm một cái thao tác gì đó thì bạn lưu ý bên cái phần thuộc tính á, bạn phải chỉnh được cái màu sắc của cái chuyện mà bạn đang làm, cái công cụ mà đang sắp làm á. Sử tôi lít vô cái chữ T nè, thì trước khi mà tôi lít vô đó tôi đánh chữ thì tôi lít sẵn đây luôn, tôi thay đổi màu. Thì khi tôi đánh ra nó sẽ màu đó. Hoặc là trước khi tôi vẽ một cái hình chữ nhật nào đó thì tôi lít vô hình chữ nhật nè. Trước khi tôi vẽ nha thì tôi sẽ nhìn bên phần thuộc tính của công cụ nè. Tôi muốn đổi màu nào đó thì tôi sẽ làm trong đây trước, rồi sau đó tôi mới vẽ ra hình chữ nhật ra. Thấy chưa? Test thì tương tự như bên Photoshop, Illustrator thôi. Thay đổi phông, phông chữ, rồi kiểu chữ đậm nghiêng gì nè, sai chữ lớn nhỏ, khoảng cách chữ, độ trong suốt, màu chữ. Rồi những này quá dễ. Kênh trái, kênh giữa, kênh phải gì đó. Rồi video này cũng tới đây kết thúc rồi. Qua video sau ta sẽ tìm hiểu thêm một số cái công cụ, công cụ pen nè, vẽ thường hay vẽ nè, công cụ pen với công cụ tô màu bên dưới nữa là xong. Rồi tôi kết thúc nha. Tôi là Tú Phan, đang dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn.